Thưa quý vị, trong sáng nay tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ ra quân tấn công và trấn áp tội phạm. Tại lễ ra quân, các cán bộ chiến sĩ đã được quán triệt các nội dung về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị lực lượng công an 21 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, tập trung tham mưu chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi lên, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội đầu xuân năm 2024, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, kìm giữ và làm giảm tình hình tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra các vụ cháy lớn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, lực lượng công an các cấp tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo và vũ khí vật liệu nổ. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc tố giác tội phạm nhằm có thể đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm ngay từ cơ sở.